tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Tuổi giáp dần, sinh năm 1974, được các nhà tiên tri dự đoán, đúng tháng 2 âm lịch, năm 2023 tới đây, giàu hơn chúng số, đổi đời, trả hết nợ, trăm tỷ cầm tay, sắm ngay nhà lầu, đi xe sang. Vâng, quý tín chủ tuổi giáp dần thân mến, trước nay trên con đường tới thành công nào cũng rất khó khăn, gian khổ, các bon muốn trở thành kim cương quý giá, cũng phải chịu sức ép khoảng từ 4,41 đến 5,88 triệu tấn, và phải chịu áp suất trên 1.200 độ C, và trải qua quá trình chịu đựng sức ép vất vả và bền bỉ, thì mới có thể đánh bay tạp chất bám trên thân mình. Cổ ngữ có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống khổ trong bút giá, người muốn thành tài, thì đều phải trả giá và đánh đổi, kinh qua đủ các lò rèn, và khi thành báu vật rồi, thì cuộc đời tự khắc an bài cho số phận, an nhàn, giàu sang, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng hanh thông, xuân sẻ, con cháu tới ba đời vẫn được hưởng phúc báu từ bạn cuộc đời của người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tuổi trẻ trải qua bao phen rèn rũa, túng khổ, vất vả đau đớn, nhưng nhờ ý chí bền bỉ, đan trường, mà người tuổi này, vẫn thản nhiên vượt qua, khiến thân phận cảm động trước tấm lòng son sắc như kim cương, chân quý biết bao. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, vận trình chi tiết tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, tháng vạn sự thuận lợi, bao tháng đã vất vả, nay được đền đáp xứng đáng, vàng son chói lóa, giàu sang phú quý bổ vây, tiền bạc dùng rỉnh, may mắn hết phần thiên hạ. Vậy cụ thể ra sao, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi trong lá số tử vi dưới đây, đúng tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, giáp dần, sinh năm 1974, giàu hơn chúng số, đổi đời đại gia, trả hết nợ, 100 tỷ cầm tay, sắm ngay nhà lầu, đi xe sang. Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, là tuổi con hổ, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước dưới khe lớn. Tuổi giáp dần là người cẩn thận, tỉ mỉ, và kiên trì trong công việc, không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những người tuổi này nên soát hành vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp tài vận tình duyên sức khỏe mời quý vị cùng theo dõi về mặt sự nghiệp Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần được hanh thông, mặt công việc của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, cặp thương quan vượng vận nên có vận trình khá tốt, bạn có trí tuệ thông minh và tính tình hoạt bát, sôi nổi của thương quan trong tháng, tài hoa và trí thông minh của người tuổi Giáp Dần sẽ được phát huy triệt để, làm việc gì cũng thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết. Tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, bắt đầu với tháng sự nghiệp hanh thông, thực thần đối với mạng chủ là một loại tương sinh, nên sẽ đem tới điểm thuận lợi, nó cho phép người này được tùy ý, thoải mái thể hiện bản lĩnh của chính mình, về mặt công việc, bạn hy sinh nỗ lực hết sức mình, suy nghĩ không đòi hồi đáp, sẽ khiến vận quý nhân càng thêm rực rỡ, vào khoảng thời gian cuối tháng, công việc thuận lợi khi thương quan lâm vượng vận thì người này cần phải thận trọng với tính cách hiếu thắng ưa sĩ diện khi làm việc thì không nên quá coi trọng nỗ lực của mình thành công đến từ sự cố gắng chung của cả đội nhóm bạn không nên nghĩ rằng mình đang ban ơn cho người khác như vậy công việc mới thuận lợi được về sau hung cát thì người này có câu trận xuất hiện mang tới điểm xấu trong công việc cẩn thận về các giấy tờ hợp đồng tránh liên quan tới công quyền pháp luật thậm chí bị kiện tụng bị người khác làm liên lụy nhưng vì vận khí đương vượng nên sẽ có quý nhân giúp đỡ chủ yếu là bạn bè huynh đệ sẽ ra tay ứng cứu lúc khó khăn nó đem tới tính cách thành thật và chân thành chỉ cần người này giữ được gốc thiện thì vạn sự sẽ hóa hung thành cát những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc nhất bạch tham lang ngừ hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc về mặt tài vận Tài lộc của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 2 âm lịch này cho thấy, trong tháng có thương quan lâm vượng vận nên có vận tài lộc khá tốt. Bạn là người thông minh, túc trí đa mưu, con đường kiếm tiền khá thuận buồm xuôi gió, có điều đa tài, đa nghệ nên đôi lúc sẽ nảy sinh thị phi, có thể trong tháng bạn sẽ gặp một số khúc mắc tranh chấp nhưng cuối cùng sẽ thuận lợi. Quý nhân vượng vận, sẽ có người giúp đỡ bạn đầu tháng 2 âm lịch này, lại thêm mặt tài lộc có thực thần chiếu mệnh, mang ý nghĩa tài lộc hùng hậu, phong phú, nó cũng khiến người này rất độ lượng, hào phóng trong chuyện chi tiêu, người này làm được nhiều, mà chi tiêu cũng nhiều, lại thêm ưu điểm hiếu thuận, biết lo nghĩ cho gia đình, nên mặc thỏa sức mua sắm, tháng này thiên về dành cho gia đình. Cuối tháng vận tài lộc có thương quan tọa mệnh cũng rất tốt, nhưng bạn cũng nên nhớ là, không được lấn lướt người khác, thấy mình có lợi thế, lại đi chèn ép đồng nghiệp, nâng tay trên doanh thu của họ, thì không nên chút nào trong quan hệ xã giao thì bạn cần thận trọng khi chi tiêu chiêu đãi bạn bè kiếm được tiền nhưng tiêu quá nhiều thì vận tài lộc của bạn cũng sẽ khó mà đảm bảo về mặt tinh tú người này có thái dương tỏa mệnh lại lâm vượng khí nên khá tốt thái dương mang tới tính cách tích cực thẳng thắn sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc hay tiền bạc và ngũ hành cung mệnh được ủng hộ nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim Đặc biệt Thái Dương là tinh tú, kết sự cô đơn, nên trong công việc và truyền kiến tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác, dung hòa với đội ngũ đồng nghiệp, thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có. Từ vi dự báo, tuổi giáp dần tháng này có được các cắt tinh thúc đẩy và sự nghiệp phát triển, nhiều người có thu nhập rất khả quan, thậm chí còn có khả năng nắm được vận may, như, trúng số, trúng thưởng, hoặc gặp được vận may đổi đời là rất lớn. Nhắc nhở, với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam, hoặc phòng ngủ ở hướng này, thì cần tránh đi chơi khuya, hay đến những nơi xa lạ, ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc, và tài chính. Bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ nhé. Về mặt tình cảm. Đào hoa trợ mệnh, giúp cho vận trình tình cảm của tuổi giáp dần trong tháng này được tốt đẹp. Bạn coi trọng cảm giác thành tựu, nên sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn quá trình đang tìm hiểu của mình người độc thân mạnh dạn thì sẽ có được mối nhân duyên tốt đẹp người có gia đình thì sôi nổi nồng nhiệt khiến không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm về mặt tinh tú người này có sao thái dương tỏa mệnh lại thêm lâm vượng vận khí nên khá tốt mang tới tính cách tích cực thẳng thắn sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc hay tiền bạc và ngũ hành cung mạng được ủng hộ nên bạn có tinh thần lạc quan nhất trong tim và đặc biệt thái dương là tinh tú ghét sự cô đơn nên trong hợp tác làm ăn hợp tác công việc hoặc mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tích cực truyền tình cảm như ý, bạn phát huy được hết tài năng vốn có của mình. Về mặt sức khỏe. Bước sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, nên duy trì giấc ngủ ngon mỗi ngày, và luôn đảm bảo căn phòng của mình thông thoáng có gió. Người tuổi giáp dần nên duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, điều này khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh nên sắp xếp thời gian, để tham gia vào các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, và mở rộng các mối quan hệ. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự trao đổi với người đáng tin cậy, những người thân, bạn bè sẽ giúp bạn giải tỏa được áp lực căng thẳng, giúp cho bạn tích cực hơn, có mục tiêu phấn đấu tốt hơn. Trong tháng 2 này những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi, các bạn không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này những bí mật giúp cho bạn có được sự may mắn thành công trong cuộc sống may mắn thường được coi là một cái gì đó xảy ra ngẫu nhiên mà không phải là thứ có thể kiểm soát một cách có ý thức nhưng thực tế thì chính bạn cũng có thể tạo ra may mắn đó là kết quả của tập hợp các suy nghĩ hành động lối sống hàng ngày nếu muốn tìm hiểu làm thế nào để luôn gặp may mắn thì hãy cùng nhau tham khảo những lời khuyên hữu ích dưới đây nhé làm thế nào để gặp may mắn hãy bỏ những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ việc luôn nhớ về những kinh nghiệm tiêu cực trải nghiệm không tốt trong quá khứ sẽ càng khiến bạn mắc kẹt với những ký ức không vui và vô tình đóng mất cánh cửa tương lai lạc quan của bạn mà thôi hãy học cách buông bỏ và để quá khứ không may mắn ra đi bất cứ khi nào bạn nhận thấy bản thân lại đang tập trung về những câu chuyện tiêu cực trong quá khứ thì hãy làm việc để giữ bản thân thoát khỏi suy nghĩ đó việc thoát khỏi bóng ma những dằn vặt trong quá khứ sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhõm vui vẻ tận hưởng niềm vui và đón nhận may mắn trong cuộc sống và công việc để thu hút may mắn hãy là một người tích cực may mắn sẽ đến với những người tích cực về cuộc sống của họ chiến thắng thái độ tiêu cực chính là cách tốt nhất để giữ may mắn và một tinh thần tốt tạo của cái tốt nhất cho bản thân làm thế nào để gặp nhiều may mắn luôn lạc quan về tương lai người may mắn luôn lạc quan về tương lai của họ họ có kỳ vọng cao cho cuộc sống và tin rằng những sự kiện không lường trước được và không kiểm soát được sẽ xảy ra theo hướng có ích cho họ trong khi những người không may mắn tin rằng những sự kiện như vậy sẽ có tác dụng chống lại họ kỳ vọng có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của mọi người những người tin rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với họ thu hút may mắn và tài sản đến với cuộc sống của họ bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với những điều bạn đã bỏ ra ngay cả khi nó không xảy ra lập tức nhưng theo thời gian bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp bạn mong đợi sẽ đến với bạn tin vào trực giác để may mắn luôn mỉm cười với bạn khi nói đến may mắn trực giác đóng một vai trò quan trọng những người may mắn tin tưởng bản thân và đưa ra quyết định hiệu quả bằng cách chú ý đến cảm xúc của họ. Và nếu họ hiểu sai, họ học một bài học từ nó và thay đổi cách tiếp cận của họ cho những lần sau. Mở rộng mối quan hệ, tạo cơ hội cho bản thân. Người may mắn giỏi tạo ra gây chú ý và hành động khi có cơ hội. Họ làm điều này bằng cách cởi mở và chấp nhận một thái độ thoải mái đối với cuộc sống, do đó họ thấy những gì đang có chứ không phải chỉ là những gì họ đang tìm kiếm họ xem mọi tương tác xã hội như một cơ hội để cùng có lợi và tăng trưởng họ nói chuyện với rất nhiều người và giữ liên lạc với họ không chỉ tương tác với mọi người vì mục đích tương tác họ thực sự mất thời gian để tìm hiểu mọi người ở cấp độ sâu hơn điều này cho phép họ nắm bắt cơ hội ngẫu nhiên từ những cuộc gặp gỡ cơ hội bạn hoàn toàn có thể áp dụng bằng cách bắt đầu nói chuyện với những người bạn gặp khi bạn gặp một người lạ hoặc một người quen nói chuyện và chia sẻ câu chuyện của bạn thử tạo kết nối và bạn có thể tạo mối liên hệ với một người nào đó và sẽ bất ngờ mang đến nhiều lợi ích mà bạn không ngờ tới đấy nhé duy trì mối quan hệ tốt với những người đã có trong cuộc sống của bạn có thể là mối quan hệ cá nhân hoặc công việc nhưng bạn nên duy trì mối quan hệ tốt với những người bạn đã có trong cuộc sống của bạn vì đó là những người xung quanh bạn người chịu trách nhiệm cho những điều may mắn trong cuộc sống của bạn khi bạn đẩy lùi hoặc bỏ bê mọi người bạn có thể đang đẩy lùi những cơ hội mà những người khác có thể mang đến cho bản thân hãy thả lòng bản thân thả lòng bản thân và tinh thần giúp bạn sẽ cảm thấy thực sự dễ chịu thoải mái từ bên trong biểu hiện một biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể cởi mở chân thành dễ dàng trong việc giao tiếp với người khác giúp bạn thu hút sự quan tâm của mọi người cũng như gặp được may mắn tự nhiên dễ dàng hơn khiêm tốn để gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống người may mắn thường khiêm nhường khi bạn khiêm nhường bạn tập trung nhiều hơn cho những thứ cốt lõi bên trong hơn là tô bóng vẻ hào nhoáng bên ngoài Điều này cho phép bạn phát hiện các cơ hội mới và khả quan cũng như tạo thái độ tốt với mọi người xung quanh. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng 2 âm lịch tới đây và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại